Mến chào cả nhà. Mình hay chào chữ mến là do mình tên Ngọc Mến đó cả nhà. Thì hôm nay mình đến cái vườn hoa giấy của dì ba mình, dì ba gái. Thì nhà mình cũng ở đây và ở vườn mình là ở phía sau vườn nhà dì ba gái luôn. Thì hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà xem giấy Mỹ và nhà vườn thu hoạch phôi giấy Mỹ khủng rất là nhiều luôn. Đầu tiên là mình sẽ quay cho cả nhà xem những cây hoa giấy giống Mỹ rất là đẹp luôn. Những cây giống này là trời mưa chứ phát triển rất là tốt luôn, hơm giống già nên cả nhà bước vào vườn ha, cả nhà thấy vừa làm cây giống mà cây giống nó lên hoa là cả nhà biết là cái giống này là hơm giống, thứ nhất là đủ tháng, thứ hai là cây giống tốt nên nó cho hoa. Rồi đây là phôi hoa giấy nè, nhà vườn cũng mới thu hoạch số lượng rất là lớn luôn. Và hiện tại là cây giống ở vườn của dì mình á, cả nhà đến tại vườn mua rất là rẻ luôn. Nếu mà gặp mình thì mình cho cả nhà vài cây xài luôn, còn không gặp gặp chủ vườn thì cả nhà phải mua nha, mình thì khác nha. Hôm nay thì anh mình đã đào phôi lên, phôi giấy Mỹ nè, rất là đẹp luôn. Một cái phôi như vậy thì khoảng tầm cây nhỏ thì 200-250, cây lớn thì 500-550 rồi cả nhà. Hiện tại thì giấy nó đã giảm giá rồi, do là số lượng trồng cũng hơi nhiều á nên phôi giấy nó đã rẻ hơn. Cả nhà mua thì với số lượng lớn thì điện thoại cho Vinh Trần, còn mua lẻ thì đến tại nhà vườn có bán tại nhà nha. Cả nhà mua 1-2 cây gì cũng có hết. Vườn thì có gì cả nhà liên hệ số điện thoại thì anh sẽ chỉ nhà để cả nhà đến tại vườn lựa mua. Và những gốc phôi giấy khủng là vườn của dì ba mình cũng nhiều lắm nha cả nhà, tại vì vừa trồng ở phía trước và ở sau hè nữa rất là nhiều luôn. Nhiều bạn hỏi mình là trồng hoa giấy Mỹ có đào lên sửa rễ hay không, thì sớm mình là không hề sửa nha cả nhà, là do là khi mà trồng là mua cây giống, mua tại đây nè, tại vườn này cũng có bán luôn. Thì cái giống hiện tại thì có vài ngàn, cao lắm chừng 5.000 trở lại thôi cả nhà, một cây giống. Rồi mình mua xong rồi mình để vào chậu C6 chừng 2 tháng mình mới đem trồng, thì sẽ tạo ra những cái bộ phôi giấy nó bền rễ, nó rất là đẹp. Còn cả nhà mà muốn mua phôi giấy đẹp mà tự độc lạ thì cả nhà sẽ trồng khoảng chừng 4-5 tháng cả nhà đem lên rồi cả nhà uống lượng được, vì giác đó phôi nó còn dẻo nha. Còn vườn nhà hôm nay là thu hoạch là với số lượng rất là nhiều, là phôi là trồng 2 năm trời luôn. Đến đây thì cả nhà thoải mái lựa, vì ở đây rất là nhiều luôn, từ trước bờ sông rồi ở trong nhà rồi ra sau vườn nữa, rất là nhiều luôn nha cả nhà. Cả nhà mà muốn đến ngay tại vườn mà mua thì cả nhà liên hệ với nhà vườn thì nhà vườn sẽ đón tiếp cả nhà. Còn bạn nào mà muốn mà trồng những cái phôi giấy Mỹ á, đẹp á, thì cả nhà sẵn đến thì cả nhà mua luôn những, tại vì ở đây có những cái cửa hàng á, bán sơ dừa rồi phân rơm rồi trấu tươi, giá cũng rất là rẻ luôn cả nhà, nên mình mua thì mình sẵn mình tính mình lại đây mình mua cây giống thì mình mua luôn mấy cái đó, nó rẻ rất là tiện luôn. Tại vì ở đây là vùng chuyên sản xuất hoa giấy và bán đi khắp nơi luôn đó cả nhà, nhà ai cũng có hết trơn. Còn này là vườn này là do là vườn của dì mình là ở phía sau hè nha cả nhà. Kênh chị ba vlog thì không mua bán, chỉ chia sẻ giúp nhà vườn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và đăng ký kênh. Mình xin kính chúc cả nhà vui khỏe, an lành, hạnh phúc, vạn sự như ý.